Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe. Phương Trinh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần ở khung giờ quen thuộc của chương trình Sống Khỏe trên kênh HTV7. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay suy nhược thần kinh được xem như là căn bệnh của thời đại. Từ rất nhiều những áp lực trong cuộc sống, ví dụ như học tập, công việc, tài chính, những mối quan hệ xã hội, vân vân. Và chúng tôi đã đón nhận được không ít những thắc mắc của khán giả xem đài gần xa gửi về hộp thư điện tử bbt.songkhoe@gmail.com, đặt ra những câu hỏi như suy nhược thần kinh nguy hiểm đến mức độ nào? Chúng ta làm sao để bồi bổ cơ thể vượt qua suy nhược thần kinh? Đến với chương trình Sống Khỏe ngày hôm nay, quý khán giả sẽ được giải đáp thắc mắc xoay quanh những vấn đề như vừa nêu. Và chương trình như mọi khi sẽ được bắt đầu với một số thông tin liên quan đến sức khỏe và đời sống. Theo thông tư số 13 do Bộ Y tế ban hành năm 2020, hiện tại Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế. Cụ thể, nhóm dịch vụ chụp cắt lớp vi tính 64-128 dãy, bổ sung trường hợp bệnh nhân chụp mô phỏng lập kế hoạch xạ trị, u não, ung thư trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung, ung thư di căn cột sống, chụp dựng hình 3D đường dẫn khí, chụp ngực trên người bệnh suy hô hấp, chụp toàn thân để đánh giá các giai đoạn của u hoặc đa chấn thương. Nhóm dịch vụ chụp cắt lớp vi tính từ 256 dãy trở lên bổ sung trường hợp chụp đánh giá giai đoạn tái phát di căn đáp ứng điều trị ung thư để chỉ định phẫu thuật hóa trị xạ trị điều trị đích miễn dịch mô phỏng lập kế hoạch xạ trị u não ung thư trực tràng ung thư tuyến tiền liệt ung thư cổ tử cung ung thư di căn cột sống chụp toàn thân để đánh giá các giai đoạn của u hoặc đa chấn thương. Cũng theo quy định mới, bệnh nhân được bảo hiểm y tế thanh toán khi chụp động mạch vành ở một số trường hợp. Nghiên cứu khoa học cho thấy chế độ dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng đối với người bị stress. Nó không chỉ cải thiện mà còn giúp người bệnh kiểm soát triệu chứng của bệnh và nhanh chóng hòa nhịp lại với cuộc sống. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Mỹ được công bố trên tạp chí Health, các loại rau xanh như rau bina chứa folate sản xuất dopamine, một chất hóa học gây khoái cảm cho não, giúp người sử dụng có ít nguy cơ trầm cảm. Sử dụng việt quất thường xuyên sẽ làm gia tăng các tế bào tiêu diệt tự nhiên, một loại tế bào bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong khả năng miễn dịch, rất cần thiết để chống lại căng thẳng. Sô-cô-la đen được biết đến từ lâu với công dụng làm giảm hormone gây căng thẳng. Các chất chống oxy hóa trong cacao kích thích các thành mạch máu được thư giãn, giảm huyết áp và cải thiện lưu thông. Một số thực phẩm khác cũng được khuyên dùng với công dụng giảm các triệu chứng trầm cảm, căng thẳng, mệt mỏi như sữa chua, trứng, rong biển, trà hoa cúc. Đi bộ là một hình thức rèn luyện sức khỏe dễ dàng và khá được ưa chuộng. Đây cũng là phương pháp giảm cân, giữ dáng đối với những người không thể hoặc không muốn tập luyện nặng nhọc. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Harvard, đi bộ cũng cần có phương pháp mới giảm cân hiệu quả. Cụ thể, 30 phút đi bộ nhanh sẽ đốt cháy khoảng 150 calo, do đó càng đi bộ nhanh sẽ càng đốt được nhiều calo. Để hỗ trợ giảm cân nhanh, các chuyên gia cho rằng một người cần đi bộ tối thiểu 45 đến 60 phút với tốc độ nhanh để giảm mỡ thừa. Nên thực hiện việc đi bộ với tốc độ càng nhanh càng tốt để đạt được hiệu quả. Hoặc có thể kết hợp một vài động tác đánh tay vào thói quen đi bộ của mình để vận động cơ thể dùng năng lượng nhiều hơn. Việc xen lẫn bước đi dài và ngắn cũng giúp tăng tốc độ đốt cháy calo. Để đẩy nhanh mục tiêu giảm cân cần đi bộ bất cứ khi nào có thể, dù ở văn phòng hay chỉ trong bữa trưa. Ngoài ra, nếu muốn tăng mức độ khó hơn, hãy leo cầu thang bộ thay vì sử dụng thang máy. Suy nhược thần kinh là căn bệnh phổ biến ở Việt Nam và cả những nước trên thế giới. Bất kỳ ai cũng có thể mắc phải căn bệnh này, đặc biệt là ở những người lao động trí óc. Nhiều người thường hay ví rằng suy nhược thần kinh và xã hội hiện đại là đôi bạn cùng tiến bởi cuộc sống hiện nay đầy rẫy những nguyên nhân làm cho con người mệt mỏi, khó chịu. Suy nhược thần kinh xảy ra khi tế bào não làm việc căng thẳng dẫn tới rối loạn chức năng thần kinh. Tuy không phải là bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng con người, nhưng hậu quả của suy nhược thần kinh để lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần. Khi hệ thần kinh bị tổn thương, nó sẽ tác động lên hệ thần kinh giao cảm và hệ tim mạch. Vì thế, các chức năng của tim mạch cũng bị ảnh hưởng lớn, gây ra các triệu chứng như tăng huyết áp, co mạch, kích thích tiết mồ hôi. Ngoài ra, người bệnh còn có biểu hiện khó thở, loạn nhịp tim, đau ngực, đau nhói vùng tim.
Tuy nhiên, khi đi khám bệnh lại không phát hiện ra bệnh bất thường. Những người suy nhược thần kinh thường rất khó ngủ, gây tác động xấu đến tinh thần, sức khỏe và làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Người bệnh không điều chỉnh được hành vi cảm xúc, rất dễ cáu gắt. Trí nhớ suy giảm, hoa mắt, chóng mặt, rối loạn bài tiết là những ảnh hưởng mà người suy nhược thần kinh hay gặp phải. Suy nhược thần kinh nó tập hợp của nhiều cái nhóm bệnh khác nhau, và trong đó triệu chứng mà cáu gắt, gắt gỏng nè, khó chịu nè cũng là một triệu chứng gọi là thường gặp ở cả ba nhóm. Thứ nhất là những cái nhóm mà rối loạn về khí sắc, trong đó là có cái rối loạn trầm cảm. Một nhóm khác là rối loạn lo âu, và một nhóm khác nữa là những cái rối loạn liên quan tới stress. Triệu chứng mà gặp luôn cả trong cả những cái ba nhóm đó đó, tức là cái tình trạng nó bất an, nó lo lắng, nó căng thẳng, họ có cả cảm nhận là họ mất cái kiểm soát cái tình hình, họ không làm chủ được bản thân của họ, họ không làm chủ được cái tình thế. Người bị trầm cảm á, thì do họ mệt mỏi, căng thẳng, vì vậy họ cảm thấy bị mất năng lượng. Mất năng lượng thì họ không giải quyết được vấn đề, và vì vậy chính họ cũng trở nên là bất an, họ cáu gắt với chính họ. Chứng suy nhược thần kinh xuất phát từ các rối loạn tinh thần, tâm lý của con người khi phải đối mặt với các vấn đề áp lực cuộc sống. Vì thế, khi có các triệu chứng của suy nhược thần kinh, người bệnh cần được điều trị sớm để tránh bệnh chuyển biến xấu. Bên cạnh việc điều trị đúng cách, bệnh nhân cần thay đổi lối sống, duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để tinh thần thêm lạc quan, yêu đời. Quý vị và các bạn thân mến, theo một con số ước tính thì hiện nay có khoảng 3-4% dân số đang mắc bệnh suy nhược thần kinh. Những biểu hiện ban đầu của căn bệnh này khá đơn giản và hầu hết ai trong chúng ta cũng đã từng đối mặt, ví dụ như đau đầu, mất ngủ, khó ngủ. Chính vì thế, rất nhiều người chủ quan với suy nhược thần kinh dẫn đến những hệ lụy không lường được. Làm cách nào chúng ta có thể giúp đỡ cơ thể bồi bổ dinh dưỡng để vượt qua được triệu chứng của suy nhược thần kinh, đảm bảo được một cuộc sống tốt đẹp hơn? Mời quý khán giả cùng Phương Trình lắng nghe thông tin chia sẻ ý kiến đến từ khách mời trong chương trình Sống Khỏe ngày hôm nay. Thuật ngữ suy nhược thần kinh, đây là một cái thuật ngữ y học đã được đưa ra từ rất là lâu. Có hai cái trạng thái, một là trạng thái kích thích, hai là trạng thái suy nhược. Tức là kích thích tức là cấu gắt, căng thẳng, lo âu, bồn chồn, bức rứt. Và một cái trạng thái nữa là trạng thái suy nhược, mệt mỏi, buồn chán, rồi mất sức, rồi cảm thấy mất năng lượng. Cơ chế giải thích là do cái quá trình kích thích và cái tình ức chế nó bị rối loạn ở một người gặp những cái vấn đề stress, là yếu tố căng thẳng lo cho cuộc sống. Thưa quý khán giả, hệ thần kinh đóng vai trò điều khiển toàn bộ hoạt động của cơ thể. Chính vì vậy, mặc dù suy nhược thần kinh không phải là một căn bệnh cấp tính, thế nhưng nó làm suy giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nhìn chung nó sẽ có những cái nhóm đó, nó đều có những cái ảnh hưởng mang tính cách cấp thời. Nó sẽ làm cho người bệnh thì giảm đi cái chức năng, cái khả năng làm việc, hoạt động sống, rồi cái quan hệ xã hội. Và trong những cái giai đoạn cấp tính á, có những cái vấn đề nguy hiểm. Thí dụ như là đối với lại trầm cảm á, thì nó sẽ có vấn đề rất là nguy hiểm, đó là vấn đề tự sát. Tự sát nó sẽ chiếm tỷ lệ khoảng chừng độ 15-20% ở những người trầm cảm. Ở những người rối loạn stress hay là lo âu thì nó tương đối là ít hơn. Vì vậy người ta coi trầm cảm là một cái, nếu mà có ý tưởng tự sát là một cái cấp cứu về tâm thần. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể là nạn nhân của suy nhược thần kinh khi đối mặt với những áp lực của cuộc sống. Đó là những bất ổn trong gia đình hay ngoài xã hội, hay phải đối mặt với những khoản lo về tài chính. Suy nhược thần kinh nếu diễn tiến về lâu dài sẽ trở thành trầm cảm. Bệnh nguy hiểm ra sao? Mời quý khán giả cùng lắng nghe thông tin chia sẻ từ bác sĩ. Nếu mà tìm cái mối liên hệ giữa suy nhược thần kinh á, thì chúng ta tìm cái sự liên hệ về mặt triệu chứng học nhiều hơn. Những cái biểu hiện về lâm sàng của tình trạng suy nhược á, nó hay gặp ở trong cái người trầm cảm, đó là buồn, trầm, rồi mệt mỏi, nhịp độ tư duy nó bị chậm lại, những cái hoạt động mà tâm thần vận động á, nó đều bị chậm lại hết, và có thể đi tới là cái vấn đề mà coi như mình không xứng đáng, tự buộc tội, và có thể dẫn tới ý tưởng tự sát. Những cái triệu chứng về mặt cơ thể khá nổi bật, ví dụ như là ăn uống nó sẽ kém đi, và nó rối loạn về giấc ngủ, mất ngủ. Cái nhóm bệnh suy nhược thần kinh ngày xưa nó mô tả hai triệu chứng là triệu chứng kích thích và triệu chứng suy nhược, thì trầm cảm nó nổi bật ở trong cái nhóm triệu chứng suy nhược. Tuy nhiên có một dạng trầm cảm khác, người ta gọi là dạng trầm cảm không điển hình á, thì cái người bệnh á, nó lại có những cái dấu hiệu nó tương đối là nó hơi ngược lại chút xíu, tức là họ lo âu nhiều hơn là trầm buồn, mà họ lo lắng căng thẳng nhiều hơn. Họ thay vì những người mà là những người trầm cảm thì họ chậm chạp, lờ đờ, mất khí thế, mất phong độ, thì những người này nhiều khi họ bức rứt, họ cứ lăng xăng đi tới đi lui. Và đôi khi có những người bị bệnh trầm cảm á, là
thay vì họ ăn ít đi thì họ lại ăn nhiều hơn. Hiện nay, phác đồ điều trị suy nhược thần kinh chủ yếu liên quan đến việc điều chỉnh thói quen sống và chế độ dinh dưỡng. Bên cạnh đó, quan trọng nhất là tháo gỡ những nút thắt về tâm lý của người bệnh. Tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể ăn được, tất cả những cái thực phẩm khác nhau, chất bột, chất đường, rồi kể cả thịt. Nhưng mà ở mức độ chúng ta gọi là điều độ, ta ăn chúng ta đủ hấp thu rồi thì chúng ta tạm dừng cái đó để chúng ta chuyển qua ăn những cái thực phẩm khác. Nó mang tính cách là quân bình. Đương nhiên trong dinh dưỡng chúng ta cũng nói tới những cái vấn đề mà tránh lạm dụng, sử dụng những cái chất nó nguy hiểm. Ví dụ như là rượu, bia hay những cái loại mà thuốc uống có ga. Còn về chế độ mà sinh hoạt vận động, chúng tôi cũng nghĩ luôn cả cái chữ điều độ đó nữa. Điều độ thí dụ như là nếu mà chúng ta có một cái cuộc sống, chúng ta chia ra phần trăm là bao nhiêu chúng ta dành cho công việc, bao nhiêu chúng ta dành cho chăm sóc gia đình, rồi nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, rồi bao nhiêu phần trăm chúng ta dành cho ta. Chúng ta thấy bây giờ đó, những cái thời gian mà nó dành cho chúng ta đó, cho riêng ta đó, chữ ta trong mặt kép á, nó bị co nhỏ lại rất là nhiều. Để mình dành phần cho những người khác thì chính những cái mà mình ít nghĩ tới mình đó, thì đó là một cái khởi nguồn cho những cái rối loạn sau này. Không phải là chỉ có rối loạn về tâm thần đâu, mà kể cả những rối loạn khác về mặt chuyển hóa, về mặt bệnh lý tim mạch nói chung luôn. Xã hội càng phát triển, nguồn quay cuộc sống ngày càng trở nên nhanh hơn thì suy nhược thần kinh lại càng trở nên phổ biến hơn. Chúng tôi hy vọng sau khi lắng nghe được những thông tin chia sẻ đến từ bác sĩ trong chuyên mục Bí quyết sống khỏe, chương trình Sống khỏe kỳ này, quý khán giả đã có thể tự bảo vệ được bản thân mình trước những áp lực của cuộc sống có khả năng gây ra suy nhược thần kinh, bên cạnh đó là chăm sóc cho những người thân yêu xung quanh. Trước khi chúng ta chuyển sang phóng sự ngắn tiếp theo, xin mời quý khán giả cùng Phương Trinh điểm lại một lần nữa những lưu ý. Thức khuya, ngủ đủ giấc đúng giờ, thường xuyên tập thể dục với cường độ vừa phải, giảm stress hàng ngày, thực hiện chế độ ăn uống giàu dưỡng chất, ăn nhiều trái cây tươi, rau xanh, uống trà xanh mỗi ngày. Khói thuốc lá, ô nhiễm môi trường và yếu tố di truyền là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các bệnh hô hấp mạn tính như hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Những bệnh này có các triệu chứng điển hình là ho, khạc đàm, khó thở và không thể chữa khỏi hoàn toàn mà chủ yếu sử dụng thuốc xịt, thuốc hít để giảm tái phát. Tại Việt Nam, nhiều trường hợp bệnh đã sử dụng kết hợp thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ thảo dược và đạt hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, thị trường sản phẩm này khá đa dạng, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn. Bên cạnh việc tham vấn ý kiến chuyên môn của y bác sĩ, người tiêu dùng cần tìm hiểu về sản phẩm sử dụng, đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp số đăng ký tiêu chuẩn sản phẩm và Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương chứng nhận không có độc tính. Đối với bệnh hô hấp mạn tính, sản phẩm có chứa cao lá hen ít tác dụng phụ, có thể sử dụng lâu dài và đã được nghiên cứu lâm sàng trên người, chứng minh có hiệu quả trong điều trị hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Từ các loại thảo dược như cao lá hen, cao anti-COPD, cốt khí củ, magie, các chất chống oxy hóa L-carnitin, alpha-lipoic acid, các nhà khoa học đã nghiên cứu và sản xuất ra viên nén bảo khí khang. Sản phẩm đã được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và Bệnh viện Nam California, Hoa Kỳ. Cả hai nghiên cứu đều chỉ ra rằng bảo khí khang có tác dụng giúp 96,7% người dùng giảm đàm ho, khó thở trong vòng 30 ngày, giảm tái phát đợt cấp hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Sau khi dùng thuốc một cái thì tự nhiên là cái đờm nó mất đi, thở nó đều, nó ngủ là được, chứ không chập chờn như trước nữa. Sau dùng vòng khoảng độ 2-3 ngày trở đi là nó thấy nó dần. Các dần cho đến khi 10 ngày thì bác cảm thấy cắt cơn, không có đờm, dễ ngủ. Sản phẩm hiện đã có mặt trên thị trường hơn 7 năm và người tiêu dùng có thể tìm mua dễ dàng tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Từ ngàn xưa, sữa non đã được biết đến là một loại thực phẩm quý giá đối với sức khỏe do giàu yếu tố miễn dịch.
giúp con non có thể chống chọi tốt với các yếu tố bất lợi từ môi trường như virus, vi khuẩn, đề kháng với bệnh tật, tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh. Tại nhiều quốc gia phát triển, sữa non của bò được sử dụng khá phổ biến, giúp cung cấp dinh dưỡng, hỗ trợ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Sữa non cũng như các loại thực phẩm bổ sung khác thì cũng cung cấp cho chúng ta các chất dinh dưỡng như là vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp ổn định trao đổi chất. Đồng thời là sữa non còn có những cái thành phần đặc biệt, ví dụ như kháng thể, giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hệ miễn dịch chống chọi lại với bệnh tật. Tại Việt Nam, dòng sản phẩm có bổ sung thành phần sữa non đã được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam giới thiệu đến người tiêu dùng. Có thể kể đến là thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Light Life. Sản phẩm là sự kết hợp giữa sữa non từ bò, giàu kháng thể, tăng cường canxi, lợi khuẩn tiêu hóa probiotic, đa dạng các vitamin và khoáng chất, giúp cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho người sử dụng, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, cũng như chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Sản phẩm được nhập khẩu từ New Zealand, quốc gia vốn được biết đến là hình mẫu tiêu chuẩn cho ngành sữa sạch, với môi trường trong lành và cam kết không thuốc trừ sâu. Điểm đặc biệt của sản phẩm là công nghệ Alpha Lipid. Với công nghệ này, các hạt sữa non được bao bọc bởi màng phospholipid, giúp các kháng thể đi qua axit dạ dày an toàn, đồng thời tạo nên một hệ thống dẫn truyền sinh học, đưa kháng thể và các chất dinh dưỡng hấp thụ tốt vào trong cơ thể, giúp người dùng cảm nhận được hiệu quả sản phẩm khi sử dụng. Hiện doanh nghiệp cũng đang phân phối các dòng sản phẩm khác chứa thành phần sữa non hỗ trợ hệ miễn dịch, thực phẩm bổ sung hỗ trợ tiêu hóa, xương khớp, tăng cường sức đề kháng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ tim mạch. Doanh nghiệp cũng nhiều năm liền được trao huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý khán giả, người ta ví suy nhược thần kinh giống như tâm bệnh. Mặc dù nó không nguy hại trực tiếp đến thể chất, tuy nhiên về lâu về dài nó sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhận biết suy nhược thần kinh bằng những biểu hiện cơ bản và nắm vững chế độ dinh dưỡng để bồi bổ cơ thể vượt qua chứng bệnh này là một điều hết sức cần thiết để chúng ta đảm bảo chất lượng cuộc sống. Đến đây Phương Trinh xin được nói lời chào tạm biệt với quý khán giả. Quý khán giả đừng quên liên hệ và chia sẻ với chúng tôi những thông tin liên quan đến sức khỏe và mọi vấn đề về chất lượng cuộc sống đến email bbtsongkhoe@gmail.com, số điện thoại 028-2200-2714, 2200-2816. Chương trình được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt, phát sóng lúc 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần ở kênh HTV7. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Kính chào và hẹn gặp lại!